nam diễn viên Ngô Quân Anh được khán giả nhớ tới với hình ảnh Mr. Vui của series sitcom Phát Điên Vì Tiền và đặc biệt là vai thần linh trẻ trong Táo Quân 2016. Tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, ra trường, Quân Anh có việc làm ngay, nhiều cơ hội mở rộng trước mắt. Thế nhưng, vì áp lực kinh tế, anh từng có suy nghĩ bỏ nghề đi tìm công việc khác. Thời điểm mới ra trường, thu nhập của tôi hơi thấp. Tôi nghĩ mình cần có công việc để làm thêm, lấy ngắn nuôi dài. Nghĩ vậy, tôi quyết định đi làm nhân viên phòng kinh doanh, phụ trách vật tư cho một công ty xây dựng. Công việc này cũng đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm, giúp tôi hiểu được giá trị thực sự của sức lao động. Nhưng làm việc ở công ty xây dựng một thời gian, tôi lại nhận được lời mời đóng vai chính cho một bộ phim. Sau vai diễn này, tôi nhận thấy tình yêu nghề trong mình vẫn còn rất mãnh liệt. Tôi nghĩ đúng là nghề chọn người đấy và tôi quyết định trở lại với sân khấu. Nhắc tới hai nhân vật thành công nhất của mình là Mr. Vui và thần linh trẻ trong Táo Quân 2016, Ngô Quân Anh chia sẻ. Đây là hai nhân vật đem đến nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi. Mr. Vui của Phát Điên Vì Tiền là người hồn nhiên, vui tươi. Trong suy nghĩ, khá giống với nhân vật Mr. Bean. Mặc dù nhân vật Mr. Vui có ngoại hình xấu xí, nhưng nhiều khán giả lại ấn tượng. Thời điểm đó có khá nhiều người nhắn tin và còn tặng quà cho tôi. Còn nhân vật thần linh trẻ trong Táo Quân đã đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi khá bất ngờ vì khán giả vẫn còn nhớ tới nhân vật của tôi như vậy, vì trong chương trình Táo Quân, tôi chỉ đảm nhiệm một vài vai phụ mà thôi. Nhưng với tôi, Táo Quân và những vai diễn đó luôn là những kỷ niệm đẹp. Từng gây chú ý với vai Mr. Vui và được kỳ vọng nhiều trong vai thần linh trẻ của Táo Quân, Ngô Quân Anh lại bất ngờ biến mất khỏi màn ảnh nhỏ trong một thời gian dài. Nam diễn viên tiết lộ anh đang chuyển hướng trong công việc. Những năm gần đây tôi chuyển hướng sang làm đạo diễn nên tôi ít xuất hiện với vai trò diễn viên. Nhưng thực ra tôi cũng không hoàn toàn là ở ẩn đâu, tôi vẫn tham gia một vài chương trình như Sống Chậm, Một Phút và Cả Cuộc Đời. Còn cơ hội ở bên nhau thì hãy sống hết mình. Thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước nhưng Ngô Quân Anh lại là người điềm đạm, thích chiêm nghiệm. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên cho hay, anh đã nhận ra nhiều điều từ những mất mát khó khăn mà đại dịch Covid-19 đem lại. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn khó khăn toàn cầu bởi dịch Covid-19, nhưng cũng nhờ nó, chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều. Trong đợt giãn cách xã hội vừa rồi, toàn xã hội gồng mình trong khó khăn. Nhiều gia đình phải chịu cảnh mất mát. Tôi cũng phải đón nhận tin buồn một người thân của tôi qua đời. Mặc dù người ấy mất vì bệnh thường, chứ không phải do Covid-19. Nhưng chúng tôi cũng không thể tới dự tang lễ. Thay vào đó, chúng tôi chỉ có thể tiễn biệt người thân thông qua sóng livestream. Người thân của mình qua đời mà không thể tiễn biệt, không thể tới dự đám tang để chia sẻ nỗi mất mát, dù khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi cảm thấy thực sự bất lực. Trải qua việc này, tôi cảm thấy cuộc sống quá vô thường, tôi tự nhắn nhủ bản thân khi còn có thời gian ở bên những người thân yêu, còn cơ hội được làm việc thì hãy sống hết mình. Nam diễn viên cũng tiết lộ, sắp tới đây anh sẽ tái ngộ với khán giả truyền hình với một nhân vật hoàn toàn mới lạ. Hiện tại tôi đang tham gia một bộ phim mới của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Trước đây tôi mặc định là người chuyên đóng những nhân vật hài hước, xấu xí, nhưng với dự án này tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhân vật của tôi có yếu tố tâm lý khá nặng, thiên về chính luận nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đảm nhiệm một vai diễn dạng này, mong là vai diễn này sẽ đem đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ về tôi.